Chào anh chị. Bữa nay em có mặt tại ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại em đứng trên con đường này, đang đường xe 2 tấn rưỡi. Đường này kêu bằng đường gì để em coi coi. Đường Lợi An bê tông. Đường này xe 2 tấn rưỡi nha anh chị. Đầu đường xe 2 tấn rưỡi. Ở đây em có lô đất chính chủ không qua trung gian. Là để em giới thiệu trước cái diện tích đất. Rồi em sẽ đọc số điện thoại của chủ nha. Anh chị nào thấy được cứ điện trực tiếp ngay số điện thoại chủ. Từ cái điểm này đó, đi qua tới đây là 8m7. 8m7 nha anh chị. Tới cái cột chỗ này, tại vì cái cột chỗ này mấy đứa nhỏ nó đá banh đó, anh chị làm con đá banh đó, rồi xong nó làm ngã cái cọc, là tới chỗ này nha anh chị. Em mới lấy thước em đo lại là 8m7 chỗ này. Đi thẳng ra phía sau để em coi ra phía sau dài nhiêu. Dài 43 mét. Đi ra phía sau em, đi theo anh ra phía sau. Tổng diện tích của nó là 361 mét, trừ lộ giới cái đường đi ra. Trừ lộ giới đường đi ra bao nhiêu mét vuông đâu, để em coi coi. Toàn bộ là đất thổ cư hết, trừ 33 mét hành lang bảo vệ phía trước, là còn bao nhiêu là đất thổ cư. Tổng diện tích của cái đất thổ cư là 327 mét nha anh chị. Trừ lộ giới ra, lộ giới phía trước là 4-5 mét gì đó. Coi như đất này trừ thổ cư là trừ lộ giới là full thổ cư đó nha anh chị. Chủ kêu bán với giá là 650 triệu. Rô đất rất là rẻ luôn, full thổ cư nha anh chị, 650 triệu. Xung quanh không có màu mã gì hết. Tổng diện tích của lô đất này 361 mét nha anh chị. Số điện thoại của chị chủ 0904 003 711. Số điện thoại của chị chủ ở đây, cọc này nha. Từ cọc này, cọc này đi qua đây 8m mấy. Chút xíu em để con sổ lên cho anh chị xem. Tới cọc này nha. Ở đây thì mấy bên hông ta xây cái hàng gạch từ đây dọc lên tới phía trước luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi ra phía trước. Số điện thoại của chị chủ em để trên màn hình, anh chị cứ điện trực tiếp vô số điện thoại, không cần điện cho em. Thì em đi quay, chủ đã gửi tiền cà phê với tiền xăng cho em rồi. Thì cái mảnh đất này á, anh chị chạy vô trung tâm thị xã Gò Công chắc cỡ đâu 5-6 cây gì đó anh chị, 5-6 cây số cái hướng này. Anh chị chạy vô trung tâm thì sao không nha. Còn cái hướng này anh chị chạy cỡ tầm vài cây số là anh chị lên tới huyện lộ 08, thông ra chợ Bình Tân, thông ra đường tỉnh lộ 877, lên chợ gạo, lên Mỹ Tho là cái hướng này đó. Đường xá rất là ok ha, đường xá ngon lành. Đây là cái hình diện tích thửa đất ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. 361 m² nha, sử dụng riêng. Đất ở nông thôn trừ lộ giới ra là 327 m nha, còn bao nhiêu là đất cây lâu năm. Còn đây là cái hình thửa đất, bề ngang 8m7, bề dài 43 m mấy nha anh chị. Thì hình thửa đất rất là đẹp. Đường Lợi An, đường bê tông, đường xe 2 tấn rưỡi. Rộng thoải mái luôn anh chị. Ở bên đây thì có cây cầu về phía trước 8 tấn. Đường xe anh chị chạy thoải mái. Zoom gần cho anh chị coi em. Đó thì anh chị nào cần. Đất này thì hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc. Đó thì ở đây thì về thành phố Hồ Chí Minh cỡ 65 cây, ra trung tâm thị xã Gò Công cỡ 5-6 cây.
đi qua bên Long An thì chắc cỡ 20 tới 22 cây đó anh chị. Đây qua Long An thì anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại chị chủ trên màn hình nha. Rồi em xin chào anh chị.